Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về một chậu kiếm. Có duy nhất chậu này thôi. Giới thiệu các bác, đây là một chậu kiếm semi lưỡi hồng. Đây thân thủ của nó này. Nhìn nó, lá nó vặn đẹp lắm. Nó không cao đâu, nó gọn đẹp lắm. Đây là semi lưỡi hồng. Cái chậu này nó có 4 thân. Thì đây, thân này em bán này. Để em cho các bác xem cái mặt hoa của cây semi lưỡi hồng, hoa tại chậu luôn. Đây các bác có nhìn thấy cái chậu 4 thân này không? Đây. Một thân này, hai thân, ba thân, bốn thân và hoa đây. Đấy, hoa của nó rất giống là vàng tây linh. Nhưng mà nó không phải vàng tây linh. Bởi vì cây vàng tây linh thì như em nhìn thì nó đen hơn và lá của nó to hơn. Cây này em bán là nó có hai thân một con này, là cái phần tơ nhất này. Thì em sẽ dùng dao tách cái hai phần tơ nhất với một con này, em bán 1,5 triệu này. Lá trơn đẹp này, lá bóng này. Còn cái thân này, còn một thân này em bán 600. Còn thân già cuối cùng em bán 500. Đấy, thế là tổng có 4 thân này. Các bác nếu mà lấy cả chậu thì em bán rẻ hơn tí. Đấy, các bác không mua hai thân tơ này thì là lực nó đi cực khỏe luôn, sang năm là đầy chậu. Còn mua thân hoặc mua hai thân này thì nó sẽ chậm hơn tí. Đây là semi lưỡi hồng. Cây này cũng không biết rõ nguồn gốc là của Việt Nam hay Thái Lan hay là của Lào hay của Campuchia. Nhưng mà nó có xuất hiện khá lâu rồi. Nhưng mà em vào nhà ông này thì thấy nó kiểu như là ông ấy không có tên tuổi gì thì đẹp thì cũng khó bán. Thế em mua được cho nên bán rẻ các bác. Chứ còn nếu mà mua chuẩn của nó thì giá cao hơn nhiều. Hôm nay em ngoài kiếm ra thì kiếm số 3 em vẫn có là 300. Kiếm số 1 vẫn là 300. Bên này là địa lan mạc biên này. Mạc biên đang lụ rồi. Đang lụ chờ Tết. Cái mạc biên khi mà các bác để tự nhiên này nhá, thì các bác có thể nhìn thấy cái lá nó vặn. Vặn theo kiểu hình vỏ đỗ ấy. Lá vặn và nó võng xuống. Thường thường nó to dày thì bao giờ cũng võng. Còn lá mỏng hẹp thì nó không võng. Như cái lá này, hoàng kim bảo này thì nó hẹp. Thì nó sẽ có xu hướng là dựng lên. Đấy, để hai chậu ở cạnh nhau thì ta có thể thấy là cái bộ củ với bộ thân lá của mạc biên nó tuyệt vời hơn. Hoàng kim bảo em bán là 200 một chậu. Còn mạc biên em bán 180 một chậu. Ngày xưa mạc biên này thì đắt lắm. Tầm khoảng 70 đến 100 nghìn một thân đấy, nhưng mà bây giờ thì rẻ hơn. Đấy, mạc biên em có số lượng rất là nhiều. Các bác có thể nhìn cái củ của mạc biên này. Nó to lắm. Đấy, nó to lắm. Củ xanh đậm. Các chơi địa lan chỉ cần hai chậu mạc biên trong nhà là nhìn nó đã hoành tráng lắm rồi. Số lượng mạc biên em về tầm mấy trăm chậu. Có thể đủ số lượng xuất bán hàng loạt. Trần mộng, tầm này em trồng trần mộng vào những cái chậu, những cái rành này thôi. Không có điều kiện để trồng những cái rành này cũng là ok lắm rồi. Những cái rành này là em bán là 100 một cân. Hàng đang nụ. Đấy, Tết nó sẽ ra hoa. Trần mộng xanh hết vườn này. Hoàng kim bảo thì bắt đầu nó chỉ đợi ấm lên các bạn. Chỉ đợi khí hậu ấm lên là nó lụ nó phun ra luôn. Một chậu tầm 2-3 lụ. 200 một chậu hoàng kim bảo. Hoàng kim bảo cũng rất đáng chơi. Còn thanh ngọc là giá ok, giá cao nhất là 80.000 một thân. Thanh ngọc vẫn giữ được cái thị phần của nó. Nó vẫn không bị rẻ giảm giá hay như nào. Còn đây là đen dâu màu. Đen dâu màu giờ em hết hoa rồi, em cắt cành nó đi rồi các bạn. Các bác lấy em bán 40.000 một chậu thôi. Các bác cứ về cứ chăm, để cỏ giường cho vào chăm, đợi nó khi mà cái lá này này, khi mà cái mầm này nó thắt ngọn ấy thì nó lại ra hoa tiếp. Nó ra hoa quanh năm. Càng trồng thì bụi nó càng to. Thậm chí nó đẻ kỳ ở trên cái thân này. Đấy, kỳ nó. Chỉ có 40.000 một chậu đen dâu màu thôi. Em cắt hết cành nhìn cho nó đẹp tí. Bơm nước nhìn nó xấu xấu. Còn Di Linh Xuân, Di Linh Xuân thì vẫn là 200 một chậu. Di Linh Xuân thì hoa nó xuân chắc tầm khoảng tháng 2 nó sẽ lở. Nó sẽ lở vào mùa xuân. Bên này là đấy, bên này có kiếm xích ngọc trắng đang có lụ này.
500 một chậu. Hồ điệp mã thiên hồng thì là 140. Đây điện lan thanh ngọc đây. Một chậu 7 thân hai ngồng như này các bác. Đây. Ngồng đẹp lắm rồi. Đấy các bác về trồng chơi làm một chậu này. Chơi Tết là quá ok rồi. Hoặc tặng quà cho nhau rồi. Tầm này ngồng nó bắt đầu cao ra rồi. Thì là tầm nếu mà cứ như này thì ví dụ cứ như này thì tầm khoảng 25 Tết nó sẽ lở. Khoảng 25 ngày nữa là 20 25 Tết. Nó sẽ lở theo kiểu nó sẽ lở từ bông ở dưới đáy lên. Đây. Nó sẽ mở bông này, xong nó lên dần, trong khoảng nở 10 ngày nó hết các bác ạ. Còn bên này là đuôi cáo vừa khai thác về này. Thường thường em chỉ bán đuôi cáo tầm 3 ngày thôi. Bán không hết này em trồng bên kia. Đấy. Cho nên là những cây đẹp đẹp là bán 180 một cân, cẩm báo là 180. Còn đuôi cáo là 150. Đuôi cáo là 150. Em bán đến 3 ngày không được là em lại cho lên trồng. Đấy các bác. Đây là những cái chậu thanh ngọc này. Chậu này là hoàng kim bảo. Chậu này hoàng kim bảo. Đây. Hai chan là một chậu xinh xinh như này rồi. Đấy thanh ngọc thì may ở chỗ em lạnh các bác. Chỗ em lạnh nó cho nên vòi nó đẹp thế này chứ. Vòi xuôi có khi bây giờ bung hỏa lắm. Đấy thanh ngọc của em do nhà ở trên em là xứ lạnh. Trên em rất lạnh. Mà lạnh thì điện lan nó dừng phát triển luôn. Đây là cát cam này, hôm nay bung rồi, nhìn chỉ có một chậu cát cam thôi mà em nhìn đã thấy nước tỏ lòng rồi. Ấm cúng lắm. Một bông cát rất là xinh. 130.000 một chậu đang có mèo đây. Nó sẽ phun ra khỏi mèo. Đây nó sẽ phun ra khỏi cái mèo này. Đấy nó bóc ra. Nó tự nó bóc thôi các bác. Cái mèo này nó sẽ bị vàng và nó sẽ có một cái khe hở thế nó xé ra. Nó đẩy lên ấy. Cát cam em bán là 130 chậu, 150.000 một chậu, đây là cát đài. Chậu này là sử dụng chậu phi 16, cho nên các bác có thể trồng ít nhất là hơn 1 năm nữa. 1 năm nữa nó sẽ đầy kín cái chậu này. Nuôi các bác sẽ tách ra thành từng nhánh nhỏ hoặc là cho vào chậu to hơn. Như thế này thì em cứ thế này vừa trồng vừa chăm thì em cứ để ở đây ít nhất là 1 năm sau. Thì củ nó sẽ to được như này, xong nó đẻ nhiều con ra. Cây cát nó đẻ bằng chồi, bằng thân, nó không phải là đẻ theo kiểu như là đẻ ki. Cho nên là càng trồng thì bụi càng to. Các bác có thể thấy những cái chậu cát nó khổng lồ luôn. Em về số lượng nhiều cho nên đây, nụ của nó đây. Em chọn những chậu nào nụ đẹp em gửi cho các bác. Nụ bé bé thì em lại nuôi ở vườn em, nó lớn dần lại bán mà. Còn hồ điệp này là 130.000 một chậu, hai ngồng. Còn cát này. Cát này thì em bán là 130 một chậu, đây là cát Thái. Một hoa cũng cực xinh luôn. Đây, hôm nay nở căng là to này. Thấy các bác. Đây, em trồng bằng cái này. Em đặt một lớp bột dừa vào. Cho vỏ thông với cả than củi ở dưới xung quanh. Ở trên em phủ lớp bột dừa vào cứ thế này thôi. Thế này là bán không nếu mà đến khi hết hoa là cứ thế chăm là nó lại đẻ ra thôi các bạn. Cát cực kỳ dễ luôn. Đặc biệt cát nó chỉ hay bị dẹp thôi. Dẹp thì phun thuốc dẹp thì phát là khỏi luôn. Ngoài ra không có sâu bệnh gì xâm hại được nó. Đặc biệt là cái lượng nước ở trong cái củ này rất là nhiều cho nên cái cát này nó không ưa nước. Các bác không cần tưới nhiều. Phơi nắng thoải mái. Miễn là đừng để ăn nắng trực tiếp được. Trực tiếp nắng nó bị cháy đen. Đây, củ của cái cát mili này hay lắm. Còn trầm rồng đỏ em vẫn bán là 200 một chậu. Năm cái trắng họng hồng là 150. Đơn cam là 200 một chậu. Đơn cam là sang năm sẽ có hoa. Điện An Mạc Xuân này thì toàn bọn này không có lụ rồi, hàng có lụ em gần hết rồi. Hàng có lụ em chỉ có vài cân thôi, 80.000 cân mà hàng có lụ. Tổ quạ bán 15.000 một cây. Hồ điệp lá kẻ đây, 140. Đấy, Mạc Xuân thì nó cũng đang nụ, nó bắt đầu phun nụ như này các bác này. Đấy, nó bắt đầu nó xé bao ra, đợi chờ Tết là nở đây. Còn đây có một thân xanh Huế này, 5 triệu này. Thôi em cứ trồng để cho đẻ con thôi, em vẫn bán 5 triệu cho các bác, hay. Thì lúc đấy có giá nó tăng thì em bán tăng, rẻ bán rẻ. Vàng cánh bầu thì em bán
Tràng canh bầu Thái Nguyên. Có mỗi thân duy nhất là 2 triệu rưỡi này. Thôi tí em trồng vào thôi. Đấy, tràng canh bầu Thái Nguyên này. Thân to khỏe. Thân nó như tiên vũ luôn. Thích thật đấy. Tràng canh bầu Thái Nguyên này. Đấy, em tổng hợp mấy loại vũ lữ là 70.000 một khóm. Cho bác lấy thì em nhổ ra, nó có một cái bọc dừa ở trong rồi. Đấy, đấy em nhổ ra em gửi cho các bác. Vũ lữ này dễ sống. Nó ưa không khí, nó mát mát tí, nó không cần nắng đâu, không cần nhiều ánh sáng đâu. Vật tư thì em vẫn có lưới Nhật này. Lưới Nhật em bán 180 một tấm này. Đây lưới Nhật này. Lưới Thái này. Lưới Đài. Em có đủ hết loại lưới đấy. Đây ngọc cẩu em làm này. 200 một cân ngọc cẩu khô này. Còn quả sim khô, đa số em tự làm hết đấy. Quả sim khô em bán là 150 một cân này. Sim khô 150 này. Còn quả chuối Thái Lát này 50.000 này. Hạt chuối này là 100 một cân này. Còn đây là quả chuối hột rừng này, 100 một cân này. Mật ong khoái. Mật ong khoái em bán là 350 một lít. Cảm ơn các bác.